Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính sau. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Quảng Bình tiếp tục khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới trong năm 2019-2020. Vườn ổi sạch của một kỹ sư nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các ngành địa phương liên quan về chủ đầu tư các dự án đầu tư công từ năm 2019. Sự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Quảng Bình được thành lập theo quyết định số 3343 ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài chức năng làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp do tỉnh quyết định đầu tư, ban quản lý dự án có chức năng quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quyết định đầu tư. Tại buổi làm việc, lãnh đạo ban quản lý dự án đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giao cho ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án thực hiện từ năm 2019 trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, cũng như các dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương. Cụ thể, bao gồm các dự án về lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực y tế thuộc ngân sách tỉnh quản lý. Các dự án được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận và phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 về chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng, chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa xã hội và các dự án xin hỗ trợ thêm ngoài kế hoạch. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề về việc quản lý dự án đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, về việc thực hiện công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư mới theo quy hoạch và một số nội dung quan trọng khác. Sáng nay ngày 19 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017 và triển khai công tác xây dựng trường tiểu học chuẩn giai đoạn 2018-2025. Dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua 20 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, giáo dục tiểu học Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được chú trọng, trường đạt chuẩn tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 167 trên 206 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,1%, trong đó có 46 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ngành giáo dục đào tạo phấn đấu đến năm 2025 có 90% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 42,5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhiều đơn vị đã nêu những cách làm hay, mô hình tốt trong việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh việc xã hội hóa giáo dục, vùng cồn bãi khó khăn, xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc tiểu học mức độ 2 và xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay. Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Huyện Tuyên Hóa hiện có 222 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 799 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Chất sinh sống tại hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền các cấp, đời sống của bà con đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc thì vẫn còn những vấn đề cấp thiết, đòi hỏi có những giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai trong thời gian tới, như đầu tư sửa chữa, xây dựng các công trình nước sạch, mở rộng đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, nâng cấp tu sửa nhà ở và các công trình thủy lợi đã bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, công tác chăm sóc sức khỏe và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho bà con dân tộc, vấn đề giải quyết việc làm, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, vân vân. Để triển khai tốt công tác dân tộc thời gian tới, cấp ủy chính quyền các đoàn thể huyện Tuyên Hóa tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, hỗ trợ các loại vật tư, cây giống giúp đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, tiếp tục ra soát quy hoạch khai hoang đất ở và đất sản xuất cho bà con, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc trên địa bàn. Vừa qua, tại xã Trọng Hóa,
Công an huyện Minh Hóa đã tổ chức gặp mặt Sa Lang trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 và triển khai mô hình cùng bản an toàn về an ninh trật tự. Năm 2018, bà con đồng bào dân tộc đã bình chọn 47 người có uy tín được bà con tín nhiệm. Trong đó xã Hòa Sơn có 5 người, xã Thường Hòa có 4 người, xã Trung Hòa có 14 người, xã Dân Hòa có 13 người và 7 người có uy tín trong các dòng họ. Những năm qua, người có uy tín đã phát huy vai trò của mình ở địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Điển hình trong vận động bà con phát triển kinh tế có ông Hồ Phèo, xã Dân Hòa, chị Hồ Thị Thanh ở xã Trung Hòa, anh Cao Duy Ư ở xã Hòa Sơn. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, có ông Hồ Dân, ông Cao Xuân Siêm đã vận động nhân dân kiên quyết không nhận quà của các đoàn từ thiện có ý đồ xấu khi vào bản Ca Ai, Ca Vàng, xã Dân Hòa. Những người có uy tín cũng đã vận động đồng bào dân tộc tự giác giao nộp các cuộn tài liệu liên quan đến đào tin lành, vũ khí, vật liệu nổ, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 17 vụ với 19 đối tượng phạm tội và 76 vụ với 111 đối tượng vi phạm hành chính. Vận động nhân dân xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu. Ghi nhận những đóng góp tích cực của những người có uy tín, công an huyện, ủy ban mặt trận huyện và các ngành phối hợp thường xuyên gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí để động viên khích lệ, đồng thời trao đổi những thông tin thời sự, định hướng tuyên truyền để người có uy tín ngày càng phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong cộng đồng dân cư. Tại hội nghị, công an huyện Minh Hóa đã phát động phong trào xây dựng mô hình cùng bản an toàn về an ninh trật tự, hướng dẫn người có uy tín vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia tổ chức tội phạm, hòa giải mâu thuẫn, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản mang bí số 618T, bắt Ngô Văn Linh sinh năm 1987, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, là đối tượng gây ra vụ trộm tài sản gần 200 triệu đồng. Trước đó vào ngày 26 tháng 6 năm 2018, kẻ gian đột nhập vào nhà của chị Lê Thị Ngọc Hân ở tổ dân phố Minh Phương, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, lấy trộm một số tài sản gồm tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ, vàng, điện thoại và nhiều tài sản có giá trị khác. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 200 triệu đồng. Lực lượng điều tra hình sự công an thị xã Ba Đồn đã xác lập chuyên án để đấu tranh, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng nghi vấn. Sau khi thu thập các tài liệu và chứng cứ có liên quan đến vụ án, lực lượng điều tra hình sự đã xác định đối tượng là Ngô Văn Linh. Từ kết quả của công tác điều tra và trực tiếp đấu tranh với đối tượng, Ngô Văn Linh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Ngô Văn Linh về tội trộm cắp tài sản. Hôm qua ngày 18 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 1190 về thời gian khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đồng ý cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chùa Me Đất tiếp tục khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới từ tháng 1 đến tháng 8 trong các năm 2019-2020, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, công ty Chùa Me Đất thực hiện việc khai thác đảm bảo đúng nội dung đã được phê duyệt tại quyết định số 4198 QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và cả quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, công ty Chùa Me Đất chủ động triển khai kế hoạch bán tour cho du khách nhằm thực hiện tốt mục tiêu đón 1.000 khách một năm, xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, lộ trình thay thế chuyên gia hàng đồng, công tác truyền thông quảng bá theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng phối hợp với công ty Chùa Me Đất hỗ trợ tạo điều kiện cho các đoàn làm phim, phóng viên báo chí tác nghiệp để tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền quảng bá cho hang Sơn Đồng, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng, du lịch Quảng Bình nói chung đến với du khách trong và ngoài nước. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công hội thao năm 2018. Tham gia hội thao có 11 đội tuyển với 106 huấn luyện viên và vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Các đội tuyển đã tham gia thi đấu ở 4 môn, gồm vượt vật cản, bắn đạn thật bằng súng K54 và tiểu liên AK, bơi ứng dụng quân sự và chiến sĩ khỏe. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao các giải nhất, giải nhì, giải ba toàn đoàn cho các đội tuyển là Trung đoàn Bộ binh 996,
khối cơ quan Bộ Chỉ huy và Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch và giấy khen cho 12 cá nhân đạt thành tích cao ở từng môn thi đấu. Hội thao không chỉ là cơ sở để các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao của cán bộ chiến sĩ, mà còn để tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao tham gia hội thao thể dục thể thao cấp quân khu. Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã làm nhiều cá lồng trên địa bàn thị xã Ba Đồn bị chết. Số lượng cá chết tập trung chủ yếu ở thôn Thái Hoa, xã Quảng Minh, chủ yếu là các dòng cá chẽm, cá hồng Mỹ, cá rô phi. Số lông cá này đang chuẩn bị thu hoạch. Nguyên nhân cá chết ban đầu được xác định do mưa lớn trong nhiều ngày qua, nên lượng nước từ thượng nguồn đổ về làm môi trường nước thay đổi đột ngột, khiến cá bị sốc nước. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã trực tiếp đến kiểm tra và tìm hướng khắc phục. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch của người dân, anh Cao Thanh Chiến ở tiểu khu 4 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa đã đầu tư mô hình ổi theo hướng hữu cơ. Sau hơn 2 năm trồng và chăm sóc, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế khá. Trước đây, diện tích đất vườn được gia đình anh Chiến sử dụng để trồng rau, tuy nhiên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Từ tháng 4 năm 2016, anh bắt đầu mô hình trồng ổi thương phẩm. Với tiêu chí sản phẩm sạch an toàn, gia đình anh rất cẩn thận từ khâu trồng, chăm sóc, bón phân, xử lý sâu bệnh, bảo vệ khi ổi ra hoa đến lúc quả chín và cho thu hoạch. Giống ổi này là tôi trồng hiện tại là được tròn 2 năm, và giống ổi này là giống ổi lý Đài Loan. Hiện tại là giống ổi này là được thị trường rất ưa chuộng. Thế tôi là trồng được 2 năm thì cho quả là rất sái quả và quả nó thơm ngon giòn, chất lượng. Sản xuất theo hướng hữu cơ nên vườn ổi của gia đình anh Chiến đã nhận được sự tin dùng của người dân. Với giá thị trường 25.000 đồng 1 kg như hiện nay, trong vụ ổi đầu tiên này, gia đình anh Chiến có thể thu lãi trên 20 triệu đồng. Kể từ chỉ của vườn ổi mình là phải đưa ra là thị trường là một cái ổi phải chất lượng ngon và sạch, không sử dụng hóa chất. Mọi người là có thể là đến trực tiếp tại vườn để mà tham quan vừa thưởng thức những quả ổi sạch sẽ tại vườn nhà của tôi. Từ hiệu quả của mô hình sản xuất của gia đình anh Cao Thanh Chiến, hy vọng rằng thời gian tới Minh Hòa sẽ có thêm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao để mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất và sự tin dùng cho người tiêu thụ. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền suy yếu từ cơn bão số 3, bão Sơn Tinh. Đêm qua ngày 18 tháng 7, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều và đêm qua ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, từ 70 đến 150mm. Ở ven biển, từ các tỉnh Thái Bình đến Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng đảo Hòn Ngư có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tĩnh Gia, Ngọc Trà, Thanh Hóa có gió giật cấp 9. Hồi 7 giờ ngày 19 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 104,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 19 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 102,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong sáng nay còn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, dưới cấp 7, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Thời tiết Quảng Bình, trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3, ngoài khơi vùng biển Quảng Bình hôm nay có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh, sau gió giảm dần. Trong 24 đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp do bão số 3 đầy lên khu vực Quảng Bình có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 19 tháng 7 năm 2018. Khu vực thị trấn Đồng Lê, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 87 đến 100%. Khu vực thị trấn Quy Đàn, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 87 đến 100%. Khu vực thị xã Ba Đồn, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông,
nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm từ 86 đến 99%. Khu vực Phong Nha từ nhiều mây có mươi to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 87 đến 100%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão trời nhiều mây có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm từ 86 đến 99%. Khu vực thành phố Đông Hới trời nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 86 đến 99%. Khu vực thị trấn Quần Hào trời nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 85 đến 99%. Khu vực thị trấn Kiến Giang trời nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 99%. Vùng biển có mưa và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 5, giật cấp 6, sau đó giảm dần, độ cao sóng từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Chương trình thời sự trưa nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hạnh phúc khi ta yêu thương.